đã đến với chương trình văn nghệ quê hương và mẹ của đơn vị trường mầm non Hướng Dương. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, là một phần máu thịt cho chúng ta trưởng thành. Tiết mục hát múa Giai điệu quê hương của nhạc sĩ Minh Vy do tập thể giáo viên trường mầm non Hướng Dương thể hiện sẽ đưa chúng ta đến với quê hương Việt Nam với những tà áo dài tha thước và những chiếc nón lá bài thơ. Bây giờ xin mời các bạn cùng thưởng thức.
ca khúc Mẹ ơi tại sao của tác giả Nguyễn Đình Nguyên.